เทียบได้เฮ้ยพอนึกบาเกินยี่ห้องจะโบกก็เดือดหางก้อนจำเฮ้ยดังไม้ลบจุ่มไงเฮ้ยตากระจงเบ้าล่าครับบ้านรอตัวตุ๊กนะครับผมเมื่อไงครับท่านนะผมช่วยคือตํา30เฉียวครับท่านเอ้ยคนไหนคนไหนยายทีเฮ้ยลงบัดเฮ้ยกี่คนนึงเนี่ยคนไหนก็จําเหมือนกันต่อสิแถวเท่ามันช็อตคนใหญ่ขึ้นตอนตะเตืองก็สังยังเลยตะบ้าก่อนมาก่อนเฮ้ยทุกบัตรทุกบัตรก่อนหน่อยจ้าบันมาบันมาอะไรจับนอนดิเกลียดไหนไม่เกี่ยวเฮ้ยตายก็ช่วยไม่ไหวครับตายก็เจ้าโซฟน้ำไหลนุ่นเจ็ดนะเจ็ดเฮ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดสักก็โซบเลยแล้วหูนี่ละร้อยคนหูนี่ละทูรถติดไปละหูนี่ละน้ำไหลก็โซบหูนี่ละเยอะใช่ไหมรู้ไหมไม่ถูกเลยว้าวนี่ได้ของมันจับได้เลยนี่ละหลุดลึกตัวเตืองได้ของจับตัวจับเด็ดซีของก้อนเหลือได้ไม่รู้ไปดูได้เขาเกี่ยวไรเฮ้ยเฮ้ยคนจำเลยถูกป่ะเฮ้ยจำแดนสี่เลยเดี๋ยวคนจำแดนเลยเดี๋ยวที่ด้วยเลยเฮ้ยคนไหนถูกเถื่อนเนาะไม่เกินเหรอปะไหนอะไหนคนไหนเกินเหนียวกาวได้ๆๆก็สวยแล้วก็สวยดูนายกว่าได้ทางไหนเฮ้ยเฮ้ยก็สวยดังใจเลยสวยครับสวยก็สวยชมต้องสอบด้วยแล้วดูว่าเออน้ำตกป้า
Đây con sộp đây. Ui, to thế. To quá. Con khoảng 1 cân đây. To thế. Ui. Trên kia con chấm phải 4 cân. Cái đây. Nó đang vật trước kia. Chấm đen. Lỗi chưa? Đâu? Đấy, nổi cái quạt lên này. Gì? Con này phải 3 cân. To con chấm đen. Đây, zoom cho các bạn xem này. Đấy, chấm đen này. Thế con này đã có quăng rồi. Ừ, quăng này, quăng mạnh rồi. Con một người nói. Yeah, cái cá nó làm mà cái chỗ này này. Nó thành ủng đây. Đấy, mỗi lần quay như thế là nó được bao nhiêu nước đi đấy. Đây toàn phi. Ô tôm nó cũng theo. Gì? 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 À, đi đón em nữa nhá. Nhiều phi thế. Đây được mấy tấn được phi rồi bác. Phi này ai chịu khó lọc vẫn ngon chuốt. Các bạn nhìn kìa. Đấy. Có phô của con này nó có được 2 cân không? Con chép này. Được không? Không được. Đưa vào yên vào bát con đấy. Đấy, chép con chép dài đấy ăn ngon. Bội thu. Bày hai đại gia cho hết một hồ cá vào con ba ba. Mãi trên này, đấy. Đấy, bắt cá to ra thông đi. Cái này một phút muốn bắt ấy bác phải cho kích nước nhẹ nhất không bác bấm phát bác túm dễ không cho không mình bắt này nó khó nó quậy cho bấm kích nước nhẹ nhất là cứ cầm cái dí bắt nó nhàn tinh. Bắt này bác ông nội là có lầy hết. À. Ông bộ ông thả vào có 2 tạ thu tấn mấy. Mười mấy triệu. Mười mấy triệu. 15 triệu. 15 triệu bác bảo bao tạ. Thất sách chết mẹ hết. Thất sách chết mẹ hết. Đây mấy tạ. Chết là của ao riêng ở trong ao là 4 tạ. Đó. Ôi nó sót thì làm thế nào được?
này giọng ở đây. Mang ra ao thả đây đây. Ôi, nhìn cá chép này. Thả đây, mang ra ao đây. Đây. Đổ đây đem ao đây. Ao đúng đổ đây. Năm nay bội thu quá. Kinh chép này thu. À, năm nay chia ăn ra mỗi người cũng được 50. À? Chia ăn ra mỗi người cũng 50. Cứ chết được. Mỗi ăn vào bao tấn rồi. Không biết. Không, cái con chép đấy này ngon. Con này. Con đấy là ngon. Nhìn tinh loại như này. Đấy, loại vẩy, loại vẩy đấy mới ngon. Còn mấy hôm tháo được cái loại vẩy tròn không ngon mà lại. Ừ, mấy hôm vậy đấy là kiểu nó bắt nó chuyển xuống. Vâng. Như rồi chả cái loại này. Ta kéo mẹ thật rồi. Nó quỷ như mẹ luôn. Có cái đéo gì đâu. Không phải nó tháo đồng thì nó sợ không ăn. Chưa bắt cho con và thế con to tướng mới được 3 cân 3. Ô sao bên này chả có thiểu gì nhỉ? Không. Hôm nay không có thiểu. Bên đồng bộ nó có nhiều thiểu không? Chắc được 50-60 cân. 50-60 cân thiểu. Toàn người ta lấy mẹ về hết. Là nói thằng tháo không có đéo đâu. Mấy thằng kích nó lấy mẹ hết. Nó toàn nhặt cá đấy nó lấy. Con to nhất gần 1 cân mà. Cái nhà này có con thì đâu con vợ vậy, bà ấy lấy là được 4 lạng rưỡi. Và cái này phải thông cầm cái kích dí. Hả? Cầm cái kích dí lại. Biết rồi. Nhưng mà chưới sộp. Phải không mà. Đây nó làm mà ác nhỉ. Có những tròn ung. Ôi, con này to, ôi. Sộp. Kích không gì. Sộp. Nó giúp ấy, nó giúp cái trên này. Ra, không có cái chuối, toàn cái sộp. Cái ông của nhà Mạnh này thải ra có con chuối ta mới to này. Năm nay hiếm cá chê. Cá chê không thấy. Cá chê ta không con nào, cháu đi chọc vùng quanh cái lỗ cống không con nào. Mà rô ta không thấy. Rô ta thì ít. Chuối con, sầu con. Từ xưa như này phải bóp bùn kỹ đấy. Sau giờ, cái thế nào kiểu khó thì hớt cái tôm nhiều nhiều. Cứ vạt vào rổ. Nhờ xã hội nó sướng rồi nó bỏ mẹ cha 200 cho nó nhận nổi. Trước thì tranh nhau tầm này nó đi đằng sau có quăng bùn. Ừ, mẹ quăng rất chứ, có quăng nó đéo lên. Giờ xã hội nó phát triển rồi. Nó đéo thẳng bùn. Nó đéo thẳng. Nó xuôi xuống hả? Đây. Đấy. Ơi, quẳng con đi sang lên nước. À, cho trên con đi, tóc ra trên con nước. Dạ. Thôi cháu nhìn cá hay khiếp. Ngán rồi. Cháu nhìn cá ngán rồi bác. Chính ra cái bờ sộp này nó không ấy chứ nó ở ngoài đồng vẫn ngon mà. Đổ đâu. Ê, Phúc ơi, đây, ông Phúc ơi, đây, ông Phúc này, vợ bắt đi. Vợ bắt tôm trong bắt cá này. À, bán đi mà. Bán đi để tối đánh con ba ba. Đánh con ba ba có 100 điểm, thế là tối cũng được là hình ngày mất trắng này. Tối nó về thẳng cửa tiếp ngẩn người. Cá không thích, giờ thường thích tự nhiên. Ấy. Đấy, bắt được. Nó ngồi im sao mà nó lại chạy. Đổ tôm ra không hớt nó nên nó lại múc tôm vào. Bắt xong con lại lại bốc kìa. Này phải bốc. Không biết đấy. Không. Hôm nay người ta rét. Gặp lượng minh xem.
Rửa xong nó sặc. Ông đeo kích đéo lội được lên. Con này thì chết rồi nhỉ? Thì lắm tôm thế. Nồi. Xe tôm này kia nó đổ hết. Mai là bắt ủng này. Con cung đây. Hả? Con cung đây. Con cung đã bắt đâu. Tôm này lớn không đẹp gì. Đấy. Giang, giang qua đi. Cho cân muối rồi. Khiếp, cân muối. Thì ăn nó mới được nâu. Tôm nó phải giang nổi phấn. Tôm này mới ngon to có. To mà không ngon. Nó lắc nó sạch sạch vào. Con này nó nắc nhiều quá nó chết cái tôm. Cá kia là giếc à? Rừng. Đấy, con đấy mới gọi con giếc. Giếc rừng. Ê cô. Chính là được cái loại phi kia lọc ngon. Con dạng nó đang lọc nó sạch đấy. Chả. Đấy. Cá rô phi mấy cá thiểu nó sạch chả ngon. Sáng mai mang đi sạch chả. Mua thêm thịt. Mấy cân ba chỉ. Không cho ba chỉ, cho ba chỉ mỡ ăn nè. Nhưng mà vẫn không béo. Ôi, cháu tưởng hớt độc kép là nắm tôm chứ. Năm nay nó cũng không có kép con lắm. Cá rô phi mấy. Ý. Trong con xe tôm này có giá tiền triệu. Bắt tôm, bắt đéo con cá rô. Đấy, thả để cho nó lấy giống. Không mất triệt giống rồi. Rồi chuối hoa mất hết sạch rồi. Cầu phải cô anh đi bán. Đi chợ. Ra bà đây đi chợ. Con ra bốc trong sông. Thiết chỉ cá. Bắn cá tốn túi bóng. Đấy, ông Trang nữa. Ông bê một thả. Tôm. Thế là đừng nói ra sống lại chết mẹ hết. Đợi đẹp cái kia mà giờ lại bắt cá chết. Quẹt, cái này mới chết không có gì mà nó. Cuối này rửa lại ra lại hết. Con chua sống nhiều thế. Đây mẻ tôm nữa. Nó muốn giếc to thế à, nó muốn rừng to thế. Ô, trứng tôm đâu hết. Nọ. Hôm nay nấu lẩu ngon. Đấy. Già rồi mà không bưởi mới bèo. Cá không? Nghe máu mì ghê nữa. Anh ông Phúc mới này.
thì anh muốn vô không máu. Toàn nhỏ. Đọc cái ông nhỏ nhỏ này, mấy chục cân tôm, chuối. Yeah. Cũng có mấy con, còn mấy con chuối tai nhưng đấy, cái chuối này bị con chuối kia nó ăn rồi. Năm này mất hết giống rồi. Cái số 3-40 nghìn cân. Lắm tô tà thế. Đây mấy con tô tà tổ thế. Thì nó là nhiều cái thế mà đồng hết. Nhiều cái chuối sổ vào. Ông không tìm được con to kìa. Không biết chúng ta có ở đây. Kéo lên rồi. Đấy, chọc vào đây này, chọc mới phát để cho bác Phúc bác bắt nó dễ. Bắt dễ là mẹ nội đéo đưa đi. Không đuổi lên bao giờ. Đây mà nó định xuống bắt kìa. Còn nó chơi định xuống bắt, nó bắt rồi núp được cân tôm được 100 nghìn. À 200 nghìn. Không mùi gì được không bắt. Không rồi. Dài kéo lên đây. Đây là đất gì cần mà quần nữa mà cần đấy à. Thôi thôi. Cái ổng này trước sâu lắm, giờ bùn nó xa xuống. Ông nào thế mà con chuối to đâu, làm gì có thấy ủng này đâu. Nó ở bên dưới này cơ. Kéo này nha, ấy hết bắt đầu kéo con hết kích tôm trước ấy, bây giờ. Trước ấy, hết tôm này. Không hết. Dìu lúc mỏi rời tay.